Tê-rét, cho Caron xem khả năng của chúng ta đi. Chichi, giờ có vẻ cậu đã khá hơn nhiều rồi đó. Ha, tất nhiên, giờ cậu không phải là đối thủ của mình. Ờ, vậy hả? Còn lâu thì cậu mới có thể bằng được mình. Bacicephalo sao đó. Lửa bùng cháy. Bachi, tránh đi. Sao? Bachi, cú đánh quỷ diệt. Hả? Ba đất. Quá. Cậu lại thắng lần nữa rồi đó. Đừng buồn quá, giờ mình là hạng đồng rồi. Sao cơ? Hạng đồng hả? Đúng vậy. Wow, sao cậu lại làm được vậy? Có mẹo gì sao? Mình muốn biết lắm đó. Không có mẹo gì hết. Nếu cậu muốn nâng cấp, cậu cần phải qua bài kiểm tra ở hội trường ánh sao, hội trường ánh trăng và hội trường mặt trời. Vậy được rồi, đi ngay thôi Tê-rét. Sao thế? Hả? Tê-rét. Đừng khạc lửa nữa. Vậy là họ lại đi nữa rồi. Tê-rét, cậu sao thế? Cậu mệt rồi hả? Thơm quá. Tê-rét, đợi đã. Tê-rét, không. Mẹo đuôi gà chẳng bao giờ hết phát huy tác dụng. Chúng ta đã tiến gần hơn. Chắc chắn là đội săn rồi. Khủng long nhỏ, đừng lo, mình sẽ cứu cậu ra. Giờ cậu về nhà được rồi đó. Tiếng gì vậy? Là khủng long cần giúp đỡ sao? Đi nào. Bắt được Mi rồi. Tê-rét, biết ngay là các ngươi mà. Săn là sở thích và là điều chúng ta theo đuổi. Yeah, ta là thợ săn thời trang đam mê và đẹp trai rất. Còn ta là thợ săn thông minh, linh đảm và tỏa sáng Samuel. Chúng ta là đội săn khủng long nổi tiếng. Không có con khủng long nào chúng ta không bắt được. Đội săn, hãy thả Tê-rét ra. Muốn thả nó hay sao? Nằm mơ đi. Giờ nó là của chúng ta rồi. Hả? Tê-rét, cậu giỏi lắm. Tê-rét. Ha,
muốn đấu lại chứ gì. Ta đã sẵn sàng rồi. Tê Rét, chiến thôi. Lĩnh vực tiến hóa, mở khóa. Tiến lên. Tê Rét. Xe nổ quỷ diệt. Bắt đầu tiến hóa. Tiến hóa thần tốc. Ngoạc ngoạc. Tê Rét trực lửa. Chúng ta đã sẵn sàng. Stego tiến hóa siêu mạnh. Lĩnh vực tiến hóa mở khóa. Hey. Tiến lên. Stego sao đó. Pila. Kiếm sĩ sấm sét. Bắt đầu tiến hóa. Tiến hóa thần tốc. Pila. Stegosaurus siêu mạnh. Sao nó bỗng dựng to lớn thế? Đây là công nghệ mới của chúng ta. Tiến hóa những khủng long trưởng thành khủng long siêu mạnh. Khủng long siêu mạnh. Jack à, lo ngậm miệng lại và bắt T-Rex đi. Biết rồi. Khủng long siêu mạnh, bắt nó đi. Tê Rét, nó có hiểm trợ rồi, tiến lên. Tê Rét. Chạy vòng quanh nó và tấn công nó đi. Tốt lắm, Tê Rét, đừng để mất nó. Sẽ chẳng khó khăn chút nào với Stegosaurus cả. Bắt lấy nó, mau lên. Tê Rét, khoan đã. Stegosaurus, những mũi tên sấm sét. Hơi. Chúng quá mạnh rồi. Richie, hãy cẩn thận. Hả? Thật sự quá yếu đi. Stegosaurus, hãy bắt lấy T-Rex. Hả? Cái gì vậy?